Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hỏi trên Discord cộng đồng Easterphonics nhé. Các bạn vào trang discord.com, đăng nhập vào, sau đó chúng ta sẽ thấy giao diện như thế này. Chúng ta nhìn sang bên tay trái sẽ thấy các cái môn học mà chúng ta học được enroll. Sau đó, ví dụ các bạn muốn hỏi vào môn web 101, thì các bạn sẽ nhìn thấy có các nội dung như trao đổi chung môn web 101, hỏi đáp, ASM1 đến ASM4, hỏi đáp lab hoặc là bí kíp web, thì các bạn muốn hỏi về nội dung nào, chúng ta sẽ click vào từng mục tương ứng như vậy. Ở đây ví dụ mình hỏi đáp về bài lab ha, thì mình sẽ click vào nội dung hỏi đáp lab. Sau đó mình sẽ gõ câu hỏi, ví dụ cho em hỏi bài lab 10 của em bị lỗi gì ạ? Và để cụ thể hơn thì các bạn cần phải đính kèm cả hình ảnh code hoặc là lỗi nhé. Ở đây ví dụ mình sẽ dán vào hình ảnh lỗi code của mình mà mình enter. Như vậy, câu hỏi của các bạn đã được gửi lên và sẽ có các bạn Easterphonics đã học qua môn hoặc đang cùng học sẽ trao đổi hỗ trợ bạn. Vừa rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách hỏi trên Discord. Chúc các bạn học tập thật tốt và gặt hái nhiều kiến thức cho bản thân nhé. Chào tạm biệt các bạn.